Kính thưa quý vị, giải vô địch ném túi xách thế giới, 15 đội đến từ nhiều quốc gia đã cùng nhau tranh tài trong một cuộc thi vui nhộn có tên gọi là giải vô địch ném túi xách thế giới, được tổ chức tại thành phố Bottrop, nước Đức. Trước giờ thi đấu, ban giám khảo và 15 đội thi gồm các thành viên cả nam lẫn nữ, hầu hết là người Đức nhưng họ ăn mặc như đội đại diện từ các quốc gia khác trên khắp thế giới, đã khuấy động bầu không khí của sự kiện này khi diễn hành đến sự kiện tranh tài. Đây là giải vô địch ném túi xách thế giới lần thứ tư để tìm kiếm chủ nhân của giải thưởng đặc biệt là chiếc túi xách vàng. Tham gia cuộc thi, các thí sinh nam ném túi xách có trọng lượng 2 kg, trong khi nữ ném túi 1 kg. Ngoài khoảng cách, ban giám khảo cũng đặc biệt lưu ý đến cách ném của các thí sinh. Giám khảo Ipgrap Krupdell giải thích về sự đánh giá kỹ thuật ném của thí sinh, thời điểm buông thả túi xách là rất quan trọng. Cô cho biết rất nhiều tiêu chí được ban giám khảo chú ý đến để chấm điểm. Bên cạnh khoảng cách, họ phải xem cách ném của thí sinh có đẹp mắt hay không. Kết quả, đội thi đến từ nước Áo đã bảo vệ thành công ngôi quán quân với tổng khoảng cách ném túi xách của tất cả 4 thành viên là 760.44 m.